Tuần lễ tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên năm 2024 được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 8 năm 2024 tại quảng trường Cây Thao, khu đô thị Vinhome Ocean Park 2, huyện Văn Giang. Đây là hoạt động thường niên của tỉnh, là sự kiện xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên và các sản phẩm đặc trưng đến khách hàng ở trong và ngoài tỉnh. Là dịp để các hợp tác xã, nhà vườn, hộ sản xuất, doanh nghiệp trong tỉnh giới thiệu sản phẩm, lắng nghe đánh giá của người tiêu dùng để nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã, bao bì, đóng gói, đa dạng các sản phẩm chế biến từ nhãn nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Giá cả sẽ bán được hơn ở nhà và các nơi khác. Tôi cảm thấy là rất yên tâm và hài lòng để mang sản phẩm của mình đến giới thiệu và quảng bá cho bà con được thưởng thức mặt hàng chính tay bà con chúng tôi làm ra. Mục đích của chúng tôi khi mang sản phẩm đến đây là nhằm giới thiệu với sản phẩm giò gà Đông Tảo của chúng tôi. Khách hàng tới đây tham quan và mua hàng rất ủng hộ đặc sản của Hưng Yên mình. Tuần lễ tôn vinh nhãn lồng Hưng Yên năm 2024 có 50 gian hàng trưng bày các sản phẩm nhãn quả tươi, đường phèn, hương chi, cùi cổ, miến thiết, T2, T6 và các sản phẩm nông sản tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên như long nhãn, hạt sen, long nhãn ôm sen, bột sắn, mật ong, giò, chả. Tổ chức tại Vinhome Ocean Park 2 để nhằm quảng bá, giới thiệu sâu rộng đặc sản nhãn lồng Hưng Yên đến đông đảo mọi du khách thập phương. Với kinh nghiệm truyền thống lâu đời kết hợp với kỹ thuật canh tác tiên tiến theo quy trình Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ, người trồng nhãn Hưng Yên đã và đang duy trì và phát triển nhãn lồng Hưng Yên, vừa giữ được nét đặc sắc riêng vốn có về hương vị, vừa đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng. Nhờ đó, nhãn lồng Hưng Yên đã được xếp hạng thứ 13 trong top 50 trái cây nổi tiếng Việt Nam, được tổ chức kỷ lục Việt Nam công nhận là loại trái cây ngon nhất, được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa nhãn lồng Hưng Yên hương vị tiến vua, được công nhận chỉ dẫn địa lý, giúp khách hàng nhận biết và thưởng thức sản phẩm chính hiệu nhãn lồng Hưng Yên. Hiện nhãn lồng Hưng Yên không chỉ phục vụ du khách trong nước mà còn xuất khẩu đi thị trường các nước như Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hiện toàn tỉnh có trên 4.000 hectare nhãn cho thu hoạch. Ước sản lượng năm 2024 đạt 40.000 tấn quả tươi. Đất nước tôi không có quả nhãn. Đến với tuần lễ nhãn hôm nay, tôi được thưởng thức và cảm nhận. Nhãn của tỉnh Hưng Yên rất thơm, ngon. Tôi mong không chỉ có lần này mà sẽ có nhiều tuần lễ tôn vinh sản phẩm nông sản được tổ chức tại đây. Hy vọng sẽ có nhiều khách du lịch nước ngoài được thưởng thức đặc sản tuyệt vời này như tôi. Nhãn lồng Hưng Yên sau khi ăn xong thì độ ngọt nó không quá ngọt, nhưng mà cái độ thơm ấy thì nó rất là thơm mà nó để lại ở trên đầu lưỡi của mình một cái vị rất là tuyệt vời. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh trao chứng nhận và cúp sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 cho 5 sản phẩm, bộ sản phẩm của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, đây là lần đầu tiên Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức tuần lễ tôn vinh nhãn tại khu đô thị Vinhome Ocean Park 2. Hy vọng rằng với sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức, du khách và nhân dân sẽ được thưởng thức nhãn tiến vua và các sản phẩm nông sản tiêu biểu của vùng đất phố hiến.